tuổi, vừa mới mãn hạn 2 năm tù vì tội bạo hành vợ. Sáng nay sau khi người dân phát hiện anh ta chết trong tư thế treo cổ nên đã đem anh ta xuống. Còn vợ anh ta thì đã được đưa vào bệnh viện vì có một vết cắt ở cổ. Trong nhà có mất mát tài sản gì không? Qua kiểm tra thì không thấy mất mát gì. Nhân thân của nạn nhân ngoài vợ ra thì còn có ai nữa không? Cả hai có một con chung tên là Đức, năm nay 23 tuổi, nhưng đã bỏ nhà đi từ khá lâu. Sao rồi? Có phát hiện gì không? Tôi tìm thấy con dao có dính máu này tại hiện trường. Đây có thể là hung khí gây án. Còn dấu chân này nữa. Ngoài dấu chân này và con dao thì chúng ta không có vật chứng gì nữa. Theo thông tin mà tôi được biết từ một số người dân quanh đây thì hai người này trước giờ chưa từng xảy ra hiềm khích gì với bất cứ ai, thậm chí là nợ nần cũng không. Chính vì vậy mà động cơ ra tay của hung thủ khiến chúng ta đặt nhiều nghi vấn rất kỳ lạ. À, vậy còn vợ của nạn nhân thế nào rồi? Bệnh viện vừa mới báo là do vết cắt của nạn nhân cũng không sâu lắm, cho nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tình hình sức khỏe thì vẫn ổn định rồi. Không sao, chị cứ nằm đi. Thấy trong người sao rồi? Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mà chồng tôi đâu rồi anh? Chị đừng lo lắng quá. Chị phải cố gắng vì bản thân mình trước đã. Chuyện hôm đó diễn ra thế nào? Chị có thể kể tôi nghe được không? Hôm đó chồng tôi đi nhậu về, say xỉn, rồi lè nhè bắt đầu kiếm chuyện. Lúc đầu thì cũng có người qua can ngăn, nhưng rồi họ đâu có thể xâm canh sâu vô chuyện gia đình mình được hoài á anh. Trời đất ơi, ông làm cái gì vậy? Thằng xóm người ta thấy người ta cười cho bây giờ. Hàng xóm đã cười tao. Hàng xóm đã cười tao. Tao đấm chết cha nó luôn. Hả? Cười cái gì? Tôi đã tha thứ cho ông một lần. Vậy mà ông nhận chứng nào tật đó? Thú tính trong con người ông vẫn không thay đổi. Ông đi đi. Ông biến khỏi nhà tôi đi. Mày đuổi ta. Mày dám đuổi ta? Thì ra là mấy lâu nay mày cho tao về để cho người ta thấy mày cao thượng đúng không? Đúng không? Để mày cho người ta khỏi trách mày đúng không? Đúng không? Mất dạy! Hả? Mất dạy hả? Mất dạy tao hả mày? Mày lôi tao! Buông tôi ra! Buông ngay! Mày cút cho mày chết! Mày làm cái tính giả đạo đức để cho người ta đừng trách mày đúng không? Đúng không? Người ta không có trách tôi khi mà tôi đuổi ông đi. Người ta trách tôi là tôi ngu, tại sao tôi tha thứ cho ông một lần nữa? Ông đúng là không bằng một con thú mà. Mày ra đi. Mày được rồi, bữa nay mày ngon lắm. Mày ngon lắm. Mày đợi tao. Ông làm cái gì vậy? Tao làm cái gì? Tao à. Bây giờ muốn chết cái gì, đúng không? Muốn chết thì tao cho chết chung. Hả? Hả? Con của mày. Hả? 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 Sau đó tôi bị ngất đi và không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong này rồi. Lúc trước anh Thanh từng ngồi tù vì tội bạo hành và ngược đãi chị. Không biết là chị có thể chia sẻ thêm về chuyện này được không?
Chuyện đó cũng đã qua rồi, anh cũng đã phải trả giá trước pháp luật, cho nên tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Được rồi, cảm ơn chị đã cung cấp thông tin. Khi nào cần thêm gì thì chúng tôi sẽ liên lạc với chị sau. Chị nghỉ ngơi. Anh Thanh là người ra tay sát hại chị Hoa, vì nghĩ chị Hoa đã chết nên anh ta chọn cách tự giận để kết liễu cuộc đời mình. Vì anh ta nghĩ rằng nếu mà anh ta còn sống thì cũng sẽ nhận án tử vì tội giết người mà thôi. Nhưng nếu mà đâm dao tự sát, vậy thì tại sao anh Thanh còn là phải thắt cổ? Theo tôi nghĩ, có thể trong lúc xô xát, chị Hoa đã lỡ tay đâm chết chồng của mình để dựng hiện trường giả. Hai cậu đi lấy giấy thư rồi theo tôi. So với tại người thì cậu ngang ngửa với thể trạng của anh Thanh. Một người sau khi đã chết hoặc là bị bất tỉnh thường là cơ thể sẽ buông lỏng và rất nặng nề. Chính như vậy sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người ra tay. Rồi Tấn, cậu thử là chị qua dùng hết sức để kéo thêm sau. Còn Nhân, thả lỏng cơ thể ra. Rồi. Rồi. Cậu thấy sao? Nếu nói một mình chị qua làm việc này quả thực là rất khó. Nhưng nếu không phải chị ta làm thì tại sao trên chiếc dây vật chứng lại có vết máu của chị ta? Kể ra vụ án này có nhiều tình tiết khá là phức tạp. Nếu chúng ta không cẩn thận thì rất có thể sẽ bắt nhầm người. Theo lời chị Hoa nói thì chị ta đã bị ngất trước và không biết những chuyện xảy ra sau đó. Alo, tôi nghe đây. Sao? Không trùng khớp à? Có chắc không? Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn. Theo kết quả từ phòng kỹ thuật hình sự báo về thì trên con dao gây án có thêm một dấu chân tay, và không trùng khớp với dấu chân tay của cả anh Thanh và chị Hoa. Điều này chứng tỏ đã có kẻ thứ ba xuất hiện. Theo lời chị Hoa kể thì ngày hôm đó anh là người đã đến can ngăn. Thực hư câu chuyện là như thế nào? Hôm đó tôi nghe tiếng cự cãi thì biết thế nào cũng xảy ra chuyện. Ông làm cái gì vậy? Câm lại! Ông mới đi tù về đó, chưa tận hả? Tận hả? Quẩy ra mình xin vô. Sao lấy được cái cha mày lúc bây giờ? Ông đập thử coi, tôi báo công an xã là ông vô tù lại đi chơi đó. Hả? Tao cho mày đồ máu lắm kìa. Trời ơi, con xin con đi về đi. Con ở đây một hồi để lắm chuyện. Chuyện nhà cô tự lo được. Tao tôi nói vậy. Thôi nha. Thôi. Thôi luôn nha. Ông làm cái gì vậy? Mày đi luôn nha. Ông mà. Nói vậy là anh chỉ đứng trước sân để can ngăn, rồi sau đó anh quay về nhà của mình. Thì đúng rồi, chứ tôi ở đó làm gì hả chú? Phiền anh có thể cho tôi mượn chiếc dép được không? Dấu dài hoàn toàn trùng khớp với dấu dài tại hiện trường. Chị nghĩ là anh đang nói dối chúng tôi, vì dấu vết của anh xuất hiện bên ngoài giường nhà chị Hoa trái ngược tất cả lời khai nãy giờ mà anh nói. Tôi đâu có nói dối gì. Tôi đâu có dấu gì đâu. Nhiều khi á, có người á, bằng kích thước chân tôi á, thì mang dép bằng tôi cũng bình thường thôi mà.
Mời theo chúng tôi về cơ quan để làm rõ vấn đề này. Thật ra thì hôm đó tôi chưa có về liền. Mà cái chết của ông Thanh á, không có liên quan gì tới tôi hết trơn á. Hôm đó tôi đứng bên hiên nhà chị Hoa là để xem có chuyện gì xảy ra hay không thôi ạ. Alo, Đức hả? Mày đang đâu vậy? Ông già mày lên cơn nữa rồi kìa. Trời ơi, mày tranh thủ về lẹ đi, tao can không có được đâu. Khi thằng Đức nó về á, thì tôi cũng về nhà luôn. Tại tôi thấy ở chồng em. Còn chuyện tiếp theo là tôi không biết gì hết á. Vậy từ bữa đến giờ Đức có về nhà không? Không. Anh có thể gọi điện thoại cho Đức được không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nếu như những gì mà anh Tâm nói là sự thật thì có lẽ bây giờ Đức đã cao chạy xa bay. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm được hắn ta trong khi thông tin hoàn toàn mù mịt? Tôi có linh cảm tin vào lời nói của anh Tâm. Vì đúng lý ra cha mẹ của mình như vậy thì anh Đức phải về chăm sóc. Nhưng lần này thì không. Trừ khi anh ta thừa biết câu chuyện diễn ra như thế nào. Là tôi, điều tra viên Thịnh đây. Ngay bây giờ, phiền bên anh hãy chuyển vị trí bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa sang phòng chăm sóc đặc biệt và không cho bất cứ ai vào thăm, cũng như không để thông tin tình trạng sức khỏe bệnh nhân ra bên ngoài. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn. Đồng chí Tấn, cậu hãy liên hệ với cơ quan báo đài, nhờ họ thông tin về vụ việc của vợ chồng anh Thanh, nói rằng là chị Hoa đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần người thân về để chăm sóc. Rồi sau đó cậu hãy đến bệnh viện để túc trực, nắm rõ tình hình. Còn Nhân, tiếp tục theo dõi và bám sát khu vực tại nhà của anh Tâm. Có động tĩnh gì thì báo ngay. Dạ. Anh Tâm, tôi có thể nhận một việc được không? Kiếm con dao này. Dạ. Yeah. Mà cậu theo chúng tôi về cơ quan điều tra để làm rõ một số vấn đề. Mấy hôm nay sao cậu không về nhà? Không lẽ là cậu không biết gì sao? Tôi không biết. Hết lúc xem tin tức thì tôi mới biết. Nên tôi mới lật đật chạy về. Là con của cả hai người. Sự việc nghiêm trọng vậy diễn ra mà cậu nói là không biết. Tại tôi không chấp nhận được việc mẹ tôi bỏ qua chồng. Nên lúc không về thì tôi đi. Đổi số điện thoại để khỏi ai phải liên lạc. Vậy thôi. Vào ngày xảy ra sự việc, có người nói là cậu đã về nhà. Điều này chứng tỏ cậu đang nói dối. Nè, hãy bình tĩnh. Cứ xem như đây là cuộc nói chuyện bình thường thôi. Tôi muốn biết hôm đó chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã nói ra là tôi không về nhà. Tôi không biết gì hết. Sao anh bỏ tôi hoài vậy? Công an họ có tới, họ có hỏi gì á thì anh Tâm cứ nói là không biết. Với lại Tâm cũng đừng có nói là hôm đó có về nhà nha. Chúng tôi đã rất cố gắng lần theo manh mối của vụ án này. Nhưng cuối cùng thì kết quả xét nghiệm cho thấy dấu chân tay của cậu hoàn toàn trùng khớp với dấu chân tay trên cán dao gây án. Và nếu tôi đoán không lầm thì ngày hôm đó cậu có về nhà, giữa cậu và ba mình có xảy ra xô xát.
Mẹ, 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 ông làm cái gì hả? Ông làm gì mẹ tôi vậy? Thái độ bình tĩnh. Ông làm gì mẹ tôi? Tao là cha của mày á. Tao làm gì hả? Mẹ mày dạy làm gì hả? Mày mất dạy hả? Tao là cha của mày. Ông không phải là cha tôi. Ông là con thú. Mẹ tôi hả? Bỏ. Bỏ ra. Làm giết mày. Chết đi. Tiếng nào không? Đúng. Anh nói đúng hết á. Tôi giết ông là thì sao? Nhưng mà nếu như anh là tôi trong hoàn cảnh đó, chứng kiến từng ngày mẹ tôi bị ông hành hạ suốt 20 năm, anh sẽ làm gì? Hả? 2 năm tù tội đối với ông vẫn còn đủ há nhẹ so với những gì ông làm với mẹ tôi. Cái gì mà tiền tiền có này vậy? Tiền đâu mà đưa ra ngoài được? Tao nói không có một câu mà mày trả lời đâu tử gì hả? Bất dạy hả? Bất dạy sao mày? Mày tin tao với mày không? Hả? Tao không có giết mày không? Tao tới ngày tao lấy tiền mày không có làm sao? Hả? Mày giết tao mày không? Mẹ! 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 Ông là nhậu nhẹn đánh mày nữa hả? Sao mày cứ để đánh mẹ hoài vậy? Mày đã biết con già đó. Mẹ, mẹ xin con, ông là cha của con đó. Ông đó không phải là cha con. Không vậy, ông là cha con. Nhưng mà sao mày... Vậy tại sao lúc đó cậu không đưa mẹ mình đi bệnh viện? Tự hỏi, nếu không có những người hàng xóm thì có lẽ là bây giờ bà đã chết rồi. Lúc đó tôi tưởng là mẹ tôi chết rồi. Mẹ tôi luôn vì con cái. Mẹ tôi không muốn con mình sau thiếu cha. Tôi cũng đâu phải chịu cảnh tù tội như vậy. Tôi sinh ra đâu phải là kẻ giết người.